Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn khu vực giáp danh, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vừa phát hiện bắt giữ một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 6 năm 2021, tổ công tác gồm Công an phường Ninh Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình và Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh thì phát hiện bắt quả tang Lê Văn Bốn, sinh năm 1992, trú tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đá với khối lượng 0,305 gram. Qua đấu tranh xác định số ma túy này Bốn mua của Vũ Văn Phong, sinh năm 1989, thường trú tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đến 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 năm 2021, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp cùng Công an huyện Ý Yên, Nam Định thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Phong, phát hiện bắt thêm 5 đối tượng đang sử dụng ma túy đá, thu giữ 22 túi ma túy đá có tổng khối lượng 4,79 gram, nhiều dao, kiếm, phớ và công cụ phục vụ mua bán ma túy. Hiện Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục phối hợp cùng Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.